Nhá, mai này giờ sớm sủa hơn nhá. Mai này 8 giờ đi ha. Mai này 8 giờ nha. Sao lấy ai cái gì hoài vậy trời? Ngày Bốc nào như là ngày như nào vào là kim cũng sa le. như sa le Làm gì? Làm với tôi là cái shopee gì? Cái shop bé gì? Ngày nào nhau nhìn mặt nhau là cũng hiện lên hai chữ sa le, sa le. Mai sẽ thiết kế một cái kính có một chữ sa một chữ le ở bên mắt. nhưng mà đừng có nhắc tới xe sọc đen đấy. Chán thiệt. Mai đi chơi với anh là mới tết màu son rồi. Ủa mai thứ mấy? Mai chủ hồi nhật nãy đúng. hồi nãy kêu Dương vô là biết sao biết 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 tại sao hôm nay live giờ này không? Tôi căn mọi người là hôm nay thứ bảy là mọi người sẽ đi chơi, nếu đến cái tầm này là mọi người đi chơi về rồi, là mọi người bắt đầu lên giường xong rồi đi nặng. sao nhân làm được thế Là mọi người bắt đầu lên giường ngồi coi TikTok xong rồi coi này coi kia thì bắt đầu ấn like, một cái là nó hiện thông báo của mọi người luôn, hiểu không? Anh ơi, đến sinh nhật em rồi, chúc mừng sinh nhật em không? Anh chúc mừng sinh Happy nhật. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sơ hở là hát, sơ hở là hát. Chết rồi nè, nó không lên nó rồi, chết nó lên. Nó xì phá hoài nha, xì. Áo dính sao xưa. Gì xinh quá vậy hả? Test trên môi của anh Dương ấy, chị test cái gì? Hồi nãy là chị định quay cái clip test son nhưng mà kiểu không có quay được. Chị cũng định livestream nhưng mà xong rồi chị lại lười tiếp. Bà xinh gái quá trời. Trời cái môi đỏ kìa, coi coi kìa. Cái mỏ nó đỏ cái gì, tô cái mỏ cho đỏ thì mới nói chuyện với chị hả ta? Bôi cái môi thâm của em đi rồi nói chuyện với chị. Ok. Sợ hôm nay là tô màu đỏ nè mọi người, bình thường á toàn tô màu nude thôi, hôm nay tô màu đỏ lên xong rồi tự nhiên cái thấy mình trẻ thế nhở. Anh mới xỏ thêm khuyên à, đông quá làm gì có xỏ thêm cái nào đâu, có ở dưới mà ở dưới quẹ. Xin lỗi chị Lucy nhưng em thích chồng chị quá. Trời ơi, nhưng mà chị đã có chồng đâu, hảo hán. Em khá lắm, bây giờ chồng của chị là ai? Chị làm gì có chồng? Chồng cây đó. Gì rồi định khi nào ra mẫu mới? Không có mẫu mới rồi nha bạn. Có mẫu mới rồi sắp quá rồi nha bạn. Tôi chưa tung ảnh lên thôi. Mấy ngày mai là tụi tôi đi chụp hình hết rồi. Thấy không? Hàng lỗi em gửi về shop sao? Shop chưa gửi hàng mới cho em. À vậy hả em? Để anh sẽ báo lại bên sale xử lý liền cho em nha. Yên tâm nha mọi người. Anh chị chúc mừng sinh nhật em mà em chưa kịp quay. Cái này là tội của em, chúc mừng sinh nhật nó rất là thiêng liêng, chỉ được một lần thôi. Em nghe em nói gì tự chị buồn, hồi nãy chị hát quá trời là hát luôn. Hát thì bị chửi luôn á, phải không? Anh có ra áo hoodie không? Có nha, Onism là có ra áo hoodie nha. Hồi nãy Messi Mai là ra cái gì? Sweater đó. Sweater. Em đã thấy chị Lucy mặc áo mới bên Messi Mai chết, thấy lúc nào đấy? Thấy lúc nào? Lucy up lên mà tướng. À thế à? Ừ. Chán. Mình định giấu mà chán. Anh bén duyên với cả model hả? Ừ, anh nghĩ là cũng là cái duyên. Tại em đu đồ đồ đó. Lucky đâu, ừ, chết Lucky đâu. Lucky đâu? Lucky. Lucky, à, Lucky đi ngủ rồi, Lucky đi ngủ. Đây, để đưa ấy lại cho Lucy nhá. Được chưa? Anh chị cho em xin tip để tự tin hơn. Xin tip để tự tin hơn hả? Phải nói sao ra? thật ra là nó cũng cần phải rèn luyện em ạ. Ý là trước anh cũng không có tự tin lắm. Thật sự trước là anh là một người không tự tin trước đám đông, kiểu khi mà đứng trước đám đông người kia là kiểu cạy mồm ra không nói ấy. Sau vài lần mà anh rượu chè vô là kiểu như là thôi sao là cố xí mà không thấy bạn đúng không phải đây là mình đang nói vậy thôi chứ không có suối uống rượu. Nói chung là mấy cái đó kiểu như là những cái cuộc vui, hiểu không? Những cuộc vui khi mà mình say xỉn vô tự nhiên cái em có thấy mình tự tin hơn gấp mấy lần không đó. Thế cứ dậy hoài cái quen, hiểu không? Bây giờ ở dưới đám đông thì cũng không hẳn là tự tin lắm để mà làm này làm kia, ít nhất thì mình sẽ không bị ngại như ngày xưa nữa. Với cả ngày xưa kiểu khi mà anh đứng trước mọi người, đứng trước đám đông hay là anh đi quay này này kia, anh nói rất là chậm. Anh kiểu em cảm thấy
Trời ơi, đợi mãi không thấy nói luôn, trời ơi, đợi mãi gặp hiểu không? Hiểu không? À, em cảm thấy này kia rất là lâu luôn, cực kỳ là chậm. Anh chị chụp ảnh cưới chưa chưa em ơi? Nó cực kỳ là nói chuyện chậm mà nó làm cho người ta cảm thấy mất kiên nhẫn. Và khi mà mình nói chuyện chậm như vậy thì bà này bà cứ làm cái gì nhỉ? Thì nói đi, thì nói tiếp đi. Ý là bây giờ mọi người mà cảm thấy là muốn tự tin hơn thì đầu tiên là mình phải biết cái điều gì làm cho mình đang không tự tin, cả nhà hiểu không? Điều gì sẽ khiến chúng ta không tự tin, chúng ta phải đặt câu hỏi với bản thân mình. Ví dụ như mình thấy mình lùn quá, ok fine, mình mang giày cao lên là tự nhiên mình sẽ tự tin. Bây giờ mình thấy mình ngu quá, ok fine, mình sẽ đi học một cái gì đó để mình trở nên thông minh hơn, trở nên hiểu biết nhiều hơn. Thì khi mình đã hiểu biết nhiều thì mình sẽ tự tin hơn, đúng không? Đó, mình cứ đặt câu hỏi để ví dụ như nói bây giờ em đen quá em không tự tin thì làm cái nào cho trắng lên. Em đi tẩy trắng cho chị, em đi chuyền trắng cho chị, nói chung làm gì em trắng lên cái tự nhiên em sẽ tự tin lên. Đó, đơn giản nó vậy thôi. Đó, giống như em đang đặt câu hỏi với anh chị vậy đó. Em tự đặt vô bản thân mình coi là cái gì đang khiến cho mình đang không còn tự tin cho trong bản thân mình nữa, và mình tiêu diệt nó đi thì mình sẽ tự tin. Ngày xưa là anh cũng hay bị nói chậm nè, xong bắt đầu anh tập nói dần dần, tập nói dần dần. Khi mà em cảm giác khi mà em đã biết cách nói, biết cách nói chuyện, biết cách này kia, kiểu như là em đứng trước đám đông hay đứng trước camera mà em cứ nói không? Nhìn nó sẽ rất là tự tin đấy. Khi mà em cảm giác như là ngày xưa anh cảm giác anh không nói được ở trước ống kính rồi kia là anh rất là thiếu tự tin luôn. Tự nhiên cái camera quay vô hoặc là tự nhiên đứng ở giữa một nơi mà rất là đông người, cái tự nhiên đơ nhìn chết nói gì ra. Hello. Nhưng mà khi mà nói đi gì vậy? Lucy làm gì vậy? Lucy đang tập thể dục gì hả? Ừ. Thứ tư chị Lucy có đi ra mắt phim không? Có ra mắt phim chị Lan Ngọc. Hôm trước mình mua áo sale gì chị có sale anh Dương không? Trời ơi, chị đang rất là sale anh ơi em ơi. đang cần tiền mọi người, ai mua được giùm cái. từ cái bạn kia nói cái gì đây, là hôm trước mình mua áo basic của Only dùng giá 110.000 một áo, mua 3 cái là 330, nhưng khi nhận lại chỉ được một cái. Bạn ơi, bạn có thể bị nhầm hay gì không? Có nghĩa là lúc mình unbox đó, mình có quay clip lại, nếu mình mua trên sàn á, mình mua trên sàn á thì mình gửi lại complaint ở trên sàn. Mình sẽ có cái clip đó và mọi người sẽ xử lý các vấn đề cho khách hàng rất là kỹ cái phần này, nên cả nhà yên tâm nha, tại vì nó có gọi là mình bán là nó minh bạch hết, chứ nó không có gian dối một cái gì hết, cả nhà hiểu không? Có nghĩa là bây giờ mình đặt được mình mua trên TikTok shop thì mình sẽ complain cho TikTok shop, còn mình mua trên sàn các cái sàn khác á thì mình sẽ complain cái sàn đó. Còn có thể là do group shipper nè, mình xảy ra tình trạng là có vấn đề với hàng hóa, có thể là do shipper nè, đó là do bên thứ ba, hoặc là do bên sàn có vấn đề, thì cái cuối cùng là cũng có thể là do các bạn nhân viên bạn làm thiếu gì đó. Nhưng mà mình có vấn đề gì mình cứ complain đúng vô cái vị trí đó thì người ta sẽ xử lý cho mình. Còn nếu không có xử lý cho bạn thì bạn cứ PM trực tiếp vô Lucy với Dương thì Lucy với Dương sẽ xử lý. Nhưng mà mọi người ơi, mình làm gì cũng vậy, mình sẽ phải có bằng chứng đấy. Mình chỉ cần quay clip lại lúc mình quay clip mà trước khi mình unbox cái gì, vậy giờ mình mua ở đâu vậy, trước khi mình unbox cái gì là mình đều phải quay clip lại, mình mở cái hộp ra như thế nào, có thật sự là mình thiếu hàng hay không, là sau đó chỉ cần có cái bằng chứng như không mình sẽ được xử lý ngay. Thấy chưa? Nói đi cho cả nhà cũng yên tâm nha. Nói rõ ràng rành mạch chưa mọi người, nghe có kịp không? Này là ai á? Này là Dương và Lucy nha mọi người. Người giả. Người giả thôi. Người giả không phải người thiệt đâu. Người thiệt không có ai, người thiệt gì mà nó kỳ vậy hết trơn á. Nó ngồi méo. Nó ẩn một bên vậy. Như đó. Như là nhường lại spotlight cho Lucy mà. Chị Lucy làm một video make up đi chị. Bà ấy đang tính lui tôi ra make up nè mọi người. Đang làm đó mọi người ơi, nhưng mà mình làm xong mình thấy nhạt nhòa quá rồi lại không làm nữa. Chúng này có test son rồi tụi luôn hết trơn nè. Cho màu son đẹp lắm. Bà ấy đang tính là bà ấy làm một cái clip, bà ấy test đồ make up, nhưng mà bà không test lên mặt của bà test lên mặt của tôi. Nhưng mà thấy lại tự nhiên không được đẹp trai lắm rồi thôi, nghỉ khỏe. Xin lỗi bạn đi, mặt tôi mà không đủ để nó gọi là tiêu chuẩn để test make up cho bạn hả? Nhưng mà cái môi bạn nó rất là khô, đánh lên nó không có ăn.
em vừa đặt áo của Oni dùm xong thì vô xem lại. Ơ thì em cứ xem đi thoải mái, anh có xa lê áo nữa đâu mà em phải lo lắng. Thì em cứ đặt đi, đặt thoải mái, hôm nay là không có bán buồn gì nữa, đừng có gạ gẫm thì mệt lắm. Bán buôn mà bán xa le cho mọi người biết cũng không còn gì thiệt á, chỉ còn thiếu cái nhà để bán thôi. Gì chị ơi, em quay được video chúc mừng sinh nhật em rồi, em cảm ơn em ấp video khoe rồi ra, cảm ơn em nha. Em ấp lên luôn em. Ừ. Chị đang hát vui gì vui vẻ nó không được đẹp, cho chị hát lại được không? Cho chị hát lại được, Dương hát lại đi Dương, Dương bắt nhịp đi. Không, Dương thích cái clip kia mặc dù Dương chưa nhìn thấy. Nhưng mà clip đó Dương có hát đâu. Dương không hát đâu, chỉ hát là được rồi. Dương chỉ cần như vậy thôi. Hát lại đi cho bạn, hát lại đi. Tự nhiên clip đó Dương kỳ lắm. Kìa chị ơi, chị bán son đi kìa. Chị bán son à, chị chưa tìm được nhãn hàng nào mà có deal ngon cho. Tóc này đẹp bây giờ. Hả? Tóc này đẹp bây giờ. Đẹp không? Đẹp. Ủa mấy ngày trước không đẹp hả? Không. Cái gì đấy? Bằng mặt mấy ngày trước nó không đẹp bằng bây giờ. Ừ thì nói như thế. Tự nhiên đùng cái hôm nay ở nhà, mấy ngày trước đi chơi thì tóc cũng bình thường, nhưng mà tự nhiên hôm nay ở nhà thấy tóc đẹp hơn bình thường. Đẹp hơn những cái bình thường làm. Không thiệt, tóc hôm nay đẹp. Đúng rồi Dương, tại vì Lucy đẹp sẵn rồi. Mình chuyển chủ đề mọi người. Anh chị ăn không, anh không đi nhậu đâu nha. Anh cái gì? Chắc vì tại hôm nay đánh son đỏ mọi người, đánh son cái màu sáng với màu rực về tự nhiên nhìn da nó trắng. Trắng chẳng mang luôn. Còn mấy hôm rồi mình đánh theo tông tây tây, tây tây á, áo một xíu, hôm nay mình đánh tông đỏ. Hello hai anh chị, hello em. Anh chị cho em xin cách trắng da. Cách trắng da.